ruộng mà đẹp gái quá. Không phải ông này đâu mà cái chị đẹp gái kia ra kìa. Dòng em quý em rung lúc ngàn bờ tre ru mát khắp thoáng trắng những cánh cò. Long An dấu yêu Quỳnh Hoàng Vũ xin chào anh chị và em. Nó hơi nắng xíu các bạn. Đây là cái máy cắt Kubota DC95 GM. Cắt rất là to. Cỏ quá trời luôn. Máy này cũng hơi yếu rồi các bạn. Nó dướng cái gì mà cái gằn cắt nó kẹt kìa. Đây có chị đẹp gái nè, nãy mới chụp cho mình tấm hình nè. Đó. Chị đẹp gái làm trong hội nông dân nè. Xã Mỹ Phước Tây. Đó. Nhìn về ai nói này chú ruộng trời. Hả? Nãy tôi tưởng lấy lúa không chứ không phải chủ ruộng. Dính cò nó kìa. Đó. Chủ ruộng mà. Đẹp gái quá. Quay mấy cái lúa. Bị gì vậy trời? Máy bị gì vậy? Không. Mà chở ông nhìn giùm tôi cái ơi. Máy bị gì vậy? Trời ơi, má ơi, nó gãy. Trời ơi. Rồi, xong rồi đó. Xong hang luôn á. Sao mà nó gãy dữ vậy trời. Nè, nó gãy nè. Gãy. Sao mà nó gãy dữ vậy trời. Rồi giờ phải đi hàng à. Anh Tư ở đây mở gỡ gãy mỏ vậy. Mấy cái mối này nó hàng hả ta? Nó bắt vô. Còn 70 qua chắc thấy. Nào, đó là phao các bạn. Người qua cắt cỡ tầm năm này trên tàu nằm luôn. Đúng không? Khổ quá. Chị đẹp gái ra máy hư luôn. Rồi, vậy,
Trời. Tháo hết từng miếng này vậy luôn ha anh. À. Sao mà giải luôn rồi. Rồi. Thế mới tài chứ. Không mà em thấy là có nãy tại đây đàn ông không à, có chị đẹp gái đó, xuống cái máy nó hư nè. Không phải đàn ông. Không phải, không phải ông này đâu mà cái chị đẹp gái kia ra kìa. Nãy đây là nãy ở đây toàn đàn ông không à. Có phụ nữ ra là như vậy đó. Đâu rồi chị đẹp gái rồi. Trốn rồi. Trời ơi, trốn luôn hả? Ông trốn trong đó rồi, bà trốn trong đó kìa. Đó. Thấy không? Đó, giờ thấy máy hư rồi trốn luôn rồi. Đây nè. Để tôi nè. Rồi sao? Rồi sao ông không cắt nữa đây đậu lại rồi. Hết bao hả? Rồi đây nè. Cầm cây cầm gậy rồi chuẩn bị lập chuột còn máy hơi rồi. Đó. 95 rồi. Đúng rồi, gái nè. Kìa, cái gì đẹp gái đứng nhìn bờ kìa. Chim không? Hả? 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 Chim, không? Chim nào? Chưa có, nãy dính cò chim. Okay, đây. Đây nè, đó, bà cái chị đẹp gái kia đứng trên bờ đó. Sáng dưới hồng sáng. Chim ra nhà chợ. Đây nè. Ờ cám ở nhà nó lấy mấy bao lấy đi rồi. Yeah.